Tháng 8 này, hãy cùng Truyền hình Cáp Việt Nam sống trọn vẹn đam mê với SEA Games 29. Hãy đón xem nhật ký SEA Games lúc 20 giờ để nắm bắt trọn vẹn các hoạt động nóng bỏng từ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đặc biệt các phóng sự chuyên sâu, phỏng vấn nóng hổi từ chính nơi diễn ra sự kiện của vận động viên đoàn thể thao Việt Nam. Khán giả có thể tương tác với đoàn thể thao Việt Nam thông qua chương trình bình luận SEA Games trên hệ thống Allsport để nhận những món quà tặng đầy ý nghĩa. Bình luận SEA Games 29 của góc nhìn nhà báo Phan Đăng cũng lên sóng 22 giờ hàng ngày trên kênh Thể thao TV và Thể thao TV HD. Một chiến dịch thông tin nhiều màu sắc, phong phú thông tin và sắc sảo về bình luận đang chờ đón khán giả. Chương trình gương mặt SEA Games sẽ giúp người hâm mộ gặp lại những con người đã khắc ghi tên tuổi vào lịch sử tham dự các kỳ SEA Games. Hãy cùng cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam ở các cuộc thi đấu vì màu cờ sắc áo tổ quốc và danh dự thể thao chân chính. Bia Hà Nội hân hạnh đồng hành cùng chương trình.